Bạn đang nghe chuyện audio Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc Annie. Cướp đoạt pháp tắc. Bà tỷ ốc từ mạnh mẽ đưa tay, thanh mang hiện lên trong mắt nhắm ngay thành chủ phủ áp xuống một trường. Trong phiến hư không, linh lực vô tận điên cuồng sôi trào lên. Đại lượng thành sắc phong nhận trống rỗng xuất hiện trên bầu trời. Khí tức đáng sợ bao trùm hết thảy, vô số phong nhận như là thanh sắc long quyền, phong trực tiếp bao phủ cả thành chủ phủ này. Dưới một cách đáng sợ của ba tỷ ốc tư, toàn bộ thành chủ phủ đều vỡ nát, phủ đệ xa hoa tráng lệ lập tức biến thành một mảnh ngói vụn, vô số bụi mù bay tứ tung, rất nhiều người ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp truyền ra, đã biến thành một đống huyết vụ rồi. Các người là ai? Chỉ là một thanh sắc thân ảnh từ trong đống gạch vụn lao ra, trên người tản ra khí tức thánh cấp cửu giai, cũng là một gã cường giả phong hệ, vẫn chưa chết trong một trường vừa rồi, nhưng mà trên người máu tươi đã đầm đìa vô cùng chật vật. Miệng phát ra tiếng gào thét, chính là đại trưởng lão thần Diệt Cốc, cũng là thánh chủ của thần Linh Thành, Tháp Lang Địch. Trong miệng của hắn vừa gào thét vừa hóa thành một cỗ gió lốc hướng sơn mạch thần Diệt Cốc phía nam thần Linh Thành bay nhanh. Chúng ta là ai sao? Lăng Thiên Đông, ba tỷ ốc tử, cùng với Bác Ninh gia tộc Kiệt Sâm đến để diệt thần Diệt Cốc các người. Ba tỷ ốc tử cười lạnh trực tiếp nghiền xuống thêm một trường nữa. Không chút dây dưa, toàn bộ thân thể của đại trưởng lão thần Dệt Cốc Pháp Lang Địch lập tức nổ tan, biến thành huyết vụ đầy trời rơi vãi khắp không trung, không lưu lại chút dấu vết. Đi tiêu diệt thần Dệt Cốc. Bà tỷ ốc tử lạnh lùng lên tiếng, cùng với Kiệt Sâm nhìn tòa sơn mạch hùng vĩ cách đó không xa, thân hình thoáng cái biến mất trên bầu trời thần Linh Thành. Sau khi thân ảnh của bà tỷ ốc tử và Kiệt Sâm biến mất ở trên bầu trời thần Linh Thành, thì lời nói của bà tỷ ốc tử vẫn quanh quẩn thật lâu ở trên không, lập tức truyền vào từng nơi hẻo lánh trong thần Linh Thành. Cơ hồ ngay lập tức giống như là bị bạo tạc nổ tung, vô số cường giả mặc dân chúng đều từ nhà hoặc là phủ đệ lao ra, chạy ra đường qua cái để nhìn xem hai thân ảnh này biến mất phía chân trời. Cái gì vậy? Lăng Thiên Tông cùng với Bác Ninh gia tộc liên thủ để đánh chết thần Dệt Cốc chúng ta? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Bởi vì sao mà ta lại cảm thấy thần Linh Thành giống như vừa trải qua động đất vậy? Linh Thành đã bị chỉ hủy diệt mất rồi, không còn lưu lại cái gì hết, và không còn một người nào sống cả. Đều là chết hết. Ngay cả Pháp Lăng Địch thành chủ cũng bị Lăng Thiên Tông ba tỷ ốc từ Thái Thượng Tông chủ một trường trận đánh cho huyết vụ. Thực sự lúc trước ta nhìn thấy Bác Ninh gia tộc Kiệt Sâm đại sư cùng với Lăng Thiên Tông ba tỷ ốc từ Thái Thượng Tông chủ tiến vào trong Thiên Diệt Cốc. Ta đã sớm có dự cảm rồi. Vậy thì chẳng lẽ Thiên Diệt Cốc chúng ta thực sự là muốn hủy hẳn đi sao? Trong lòng của rất nhiều người không ngừng run rẩy, nhìn qua thành chủ phủ biến thành một mảnh phế tích, trong mắt tràn đầy sự kinh hãi. Trong lòng bọn họ tuyệt đại đa số đều là thành viên phụ thuộc của thần Diệt Cốc. Nghe nói thần Diệt Cốc này là bầu trời của bọn họ. Cho dù không phải là thành viên trực hệ, cho dù là thần Diệt Cốc bị diệt, họ cũng chưa chắc là bị nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng mà một khi thần Diệt Cốc này thực sự bị hủy diệt, thế lực của họ cũng sẽ lâm vào nguy cơ. Sẽ bị cho Lăng Thiên Tông cùng với Bác Ninh gia tộc chiếm đoạt, có liên quan tới sinh tử tồn vong của thần Diệt Cốc. Có lẽ sau khi cuộc chiến này chấm dứt sẽ có được kết quả. Lập tức đầu nhập vào Bắc Ninh gia tộc cùng Lăng Thiên Tông là một biện pháp bảo trụ gia tộc không tệ. Trong nội tâm của rất nhiều cường giả đã sớm có ý định này. Mà trong thần Linh Thành, ngoại trừ những thành viên phụ thuộc của thần Diệt Cốc, còn có đại lượng dân chúng bình thường không thuộc về bất cứ thế lực nào. Nên trên mặt của bọn họ dù mang theo vẻ kinh hãi, nhưng mà đồng thời cũng ẩn chứa kích động hừng phấn. Vậy thì nhanh chóng đến thần Diệt Cốc sơn mạch thôi. Ừ, nhanh đi. Toàn bộ mọi người ở trong thần Linh Thành phảng phất như là nổi điên, chạy tới thần Diệt Cốc. Suốt mấy ngàn năm qua, tại thiên hải đại lục này chưa từng có cảnh tượng hai thế lực đỉnh phong cao cấp nhất quyết đấu, từng có âm thầm giao thủ giết chóc. Nhưng mà điều khiến cho dân chúng phải cả kinh, đó là khiêu chiến quang minh chính đại như thế này, dân chúng bình thường chưa bao giờ được chứng kiến. Cuộc chiến đại chiến thần di tích làm cho tất cả mọi người đều biết hai đại thế lực đại lục này là thần Diệt Cốc và Lăng Thiên Tông đều có thánh linh sư cao cấp tồn tại. Mà Bác Ninh gia tộc hoành hành xuất thế, thiên tài Kiệt Sâm đã lấy được truyền thừa của chiến thần di tích tuy không phải là một linh dược thánh sư kiểu giai, nhưng mà thực lực đã có thể so với thánh linh sư cao cấp. Mà hôm nay, ba gã thánh linh sư cao cấp giao phong, một cuộc chiến đấu như vậy sắp phát sinh ngay trước mặt mọi người. Điều này làm cho tất cả mọi người phải kích động. Đối với võ giả mà nói, kiếp này có thể tận mắt chứng kiến cuộc chiến giữa những thánh linh sư cường giả thì chết cũng thỏa mãn. Điên cuồng. Trong nháy mắt toàn bộ thánh linh thành này đều hoàn toàn điên cuồng. Từng đạo lưu quang ở thần linh thành phóng lên trời, hàng trăm hàng ngàn đạo lưu quang đều là hoàng linh sư thất giai ở trong thần linh thành, có cả đế linh sư,
thậm chí còn có cả vài thánh linh sư đề cấp đều điên cuồng bay vút về hướng thần diệt cốc phía nam thần linh thành cách đó không xa. Ở bên dưới, cũng có rất nhiều linh sư đang hướng nam thần linh thành chạy đến. Thần diệt cốc nằm ở bên trong sơn mạch phía nam của thần linh thành không bao nhiêu xa. Mặc dù bọn họ còn chưa đạt tới cấp bậc hoàng linh sư nên không thể phi hành, nhưng mà nếu dùng tốc độ nhanh nhất để có lẽ là có cơ hội nhìn thấy trận chiến kinh thế kìa. Bên trong sơn mạch phía nam của thần linh thành, nơi này là một mảnh vô cùng rộng rãi. Ở bên trong sơn mạch này có kiến trúc rất lớn, khí thế bàng bạc, linh khí lưu chuyển nồng đậm ở bên trong, chẳng khác gì là một tiên cảnh. Nơi này là đại bản doanh của một trong hai thế lực cường đại nhất thiên hải đại lục thần diệt cốc, nhưng mà đây chỉ là một lối vào. Trung tâm chính thức của thần diệt cốc này nằm tận sâu trong một sơn cốc bên trong sơn mạch. Nơi đó có một dãy cung điện xa hoa tráng lệ là trung tâm chính thức của thần diệt cốc. Hai đạo lưu quang từ phía chân trời từ xa truyền đến, lập tức đã đi tới trước mặt của dãy kiến trúc kia. Là đại bản doanh của thế lực đỉnh phong nhất đại lục, bên trong ngoại trừ thành viên của thần diệt cốc, quanh năm rất ít người lùi tới, chỉ có cây rừng sinh trưởng rậm rạp, bên trong linh khí tràn đầy, xanh tươi tốt, tản ra sinh cơ vô tận. Quả thực là một nơi tốt. Cảm nhận được linh khí nồng đậm xung quanh, nhìn thấy dãy kiến trúc lớn trước mặt, xung quanh lại có sơn mạch nguyên thủy xanh liếc bao bọc. Bên tai truyền tới thanh âm tiếng thông reo, trong miệng của Kiệt Sâm không khỏi cảm khái. Không thể nào không nói sơn mạch thần diệt cốc này là một nơi tu luyện rất tốt, dưới đáy giống như là có linh mạch xỏ xuyên qua, dâng lên linh khí nồng hậu vô cùng. Cho dù là người bình thường, thường xuyên ở lại đây, cũng sẽ nhận được linh khí nồng đậm tầm bổ thân thể. Hết chương. Nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe truyện audio Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư, truyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro, người đọc Annie. Cướp đoạt pháp tắc. Cái nào? Một tiếng quát chói tai vang lên, Kiệt Sâm cùng với ba tỷ ốc từ vừa mới đến đã bị thủ hộ lối vào phát giác, không khỏi lập tức gầm to. Trên người của hắn tán giật ra khí tức cường đại, làm cho người ta sợ hãi, là một đế linh sư đề cấp. Nơi này là thánh địa của thần diệt cốc, người ngoài không cách nào đến gần được, đặc biệt là ở thời khắc thế lục, đại lục dung chuyển. Bình thường nếu như có bình dân hay là cường giả ở bên ngoài vô tình xâm nhập thì cũng chỉ có con đường chết, sẽ không lưu lại người sống. Đối với người ngoài mà nói, nơi này là một địa phương hung danh hiển hách. Giờ phút này đây, người thủ hộ lối vào suốt nửa năm qua đã đánh chết vài người bình thường cùng với mạo hiểm giả vô ý xâm nhập thần diệt cốc. Nhưng mà từ trên người của Kiệt Sâm và ba tỷ ốc tư, hắn cảm nhận được cỗ khí tức vô hình. Theo bản năng cũng không lập tức ra tay, mà đứng trên một tảng đá lớn nhìn hai người. Thần diệt cốc này quả thực là uy phong, chỉ là một thủ vệ cũng là đế linh sư. Kiệt Sâm kinh ngạc, hắn không biết là tình huống nửa năm qua thực sự là căng thẳng, nên là thần diệt cốc mới điều động cao thủ cường đại như vậy đến thủ hộ lối vào. Nhìn thấy Kiệt Sâm cùng ba tỷ ốc tư không trả lời, cường giả kia đột ngột ra tay. Một thổ hoàng sắc cự trưởng đột nhiên ngưng tụ trong hư không, che khuất bầu trời, giống như là một ngọn núi cao nhắm ngay Kiệt Sâm cùng ba tỷ ốc tử mạnh mẽ chụp tới. Trên cự trường, huyền ảo pháp tắc lưu chuyển sáng lạn, hóa thành từng đạo huyền ảo muốn bắt lấy hai người Kiệt Sâm và ba tỷ ốc tử. Cho dù là không cách nào xem thấu sâu cạn của hai người, nhưng mà khi hai người này vừa đi tới, thì cường giả kia đã phát động cảnh báo với trọng gốc. Ngay trong hang ổ của chính mình, có hậu thuẫn kiên cường nên hắn không chút sợ hãi, lập tức ra tay. Trong mắt của ba tỷ ốc tử lóe lên lãnh mang, nhẹ nhàng phất tay. Một cơn gió vô tình phất qua cự trường đó, cự trường khổng lồ như là ngọn núi lớn, không chút dây dưa, trực tiếp hất bấy, toán thành hư vô, lực lượng đáng sợ đào qua cường giả đứng trên tảng đá. Trong đôi mắt của người ta, mang theo vẻ hoảng sợ, miệng hét thê lương, kể cả tảng đá dưới chân lập tức cũng bạo vỡ, hóa thành một chùm huyết vụ phiêu tán trong không trung, không còn lưu lại dấu vết. Đi thôi. Hai người Kiệt Sâm cùng với Kiệt Sâm cất bước đi vào trong sơn môn, nơi này là lãnh địa chính thức của thần diệt cốc. Không giống như là thần linh thành, không có dân chúng bình thường, bất luận là ai, đều là thành viên của hạch tâm thần diệt cốc, cần phải hủy diệt. Cái nào, lại dám can đảm xông vào thần diệt cốc? Ngay khi hai người vừa bước chân ra khỏi sơn môn, một tiếng quát chói tai lại vang lên. Một đám người liền vọt tới, chính là nhóm cường giả đã nhận được cảnh báo của thủ hộ sơn môn vừa rồi. Bắc Ninh gia tộc Kiệt Sâm cùng Lăng Thiên Tông ba tỷ ốc tử, chúng ta đến để diệt thần diệt cốc các người. Ba tỷ ốc tử đi phía sau Kiệt Sâm, trong miệng lạnh lùng lên tiếng. Hả? Cái gì? Là các người sao? Đầu lũng kia cùng với nhóm người đi phía sau không khỏi kinh hãi, sắc mặt biến thành trắng bệch, trên người toát ra đầy mồ hôi lạnh. Kiệt Sâm cùng với ba tỷ ốc tử cường đại như thế nào thì qua cuộc chiến tại chiến thần di tích lan truyền ra khắp thiên hạ này đều biết. Thánh linh sư cao cấp là nhân vật quét ngang cả đại lục,
Cho dù là trong thần diệt cốc ngoại trừ là đàn nỉ nhĩ từ lão tổ tông thì những người khác cũng không cách nào ngăn cản được. Không tốt rồi, mau nhanh nhanh thông chi với lão tổ tông mau. Lăng Thiên Tông cùng với Bắc Ninh gia tộc đại địch thực sự là giết tận cửa rồi. Đầu lĩnh kia phát ra tiếng kinh hô như là sấm sét đôi đỉnh. Cường giả chân chính của thần diệt cốc bình thường đều ở tận sâu trong bên trong. Những kiến trúc ở bên ngoài thế này không nhiều cường giả, mạnh nhất như hắn cũng chỉ là thánh linh sư đề cấp, căn bản không dám đối chiến cùng Kiệt Sâm và Ba Tỷ Ốc Tư. Đừng nói là hắn, ngoài đan ni nhĩ từ lão tổ tông, hai gã trưởng lão thủ hộ cấp bậc thánh linh sư trùng cấp không dám ra tay trước mặt hai người. Thiên hạ đều biết, Kiệt Sâm ở trong chiến thần di tích đã dùng được lực lượng một người để diệt sát bốn thánh linh sư trùng cấp, kể cả ngài Tát Khắc cốc chủ của thần diệt cốc. Chiến lực nghịch thiên, không ai có thể cùng hắn tranh phong được. Không cần phải thông báo, chúng ta sẽ tự đi vào. Kiệt Sâm lạnh lùng lên tiếng, trong đôi mắt lập lòe tinh mang trực tiếp oanh ra một quyền. Quyền khí bao trùm, ngũ sắc thần mang chiếu khắp, từ trong nắm đấm trực tiếp oanh ra một đạo ngũ sắc sông lớn, lao nhanh về hướng mấy người phía trước. Những cường giả của thần diệt cốc này đều là đế linh sư, thấp nhất cũng là đề cấp, mạnh nhất thì là đỉnh phong, không một người nào tiếp được Kiệt Sâm một quyền. Khí càn quét ở trên trực tiếp bị nổ tung, lần lượt hóa thành huyết vụ, không một người địch lại, không ai có thể cản trở được bước chân. Một quyền oanh bạo nhóm người, hai tay của Kiệt Sâm vung mạnh, một cỗ khí thức khủng bố từ trong thân thể Kiệt Sâm phóng thích ra. Hai tay của Kiệt Sâm như là con quay, chứa đầy thiên địa vạn vật, đem huyết vụ của những cường giả kia hung hăng nghiền áp tinh luyện. Thiên địa luyện hóa quyết, tinh luyện pháp tắc. Tinh quang ở trong mắt Kiệt Sâm chói sáng, trong miệng quát. Từng đạo quang mang chói lọi từ trong huyết vụ bị Kiệt Sâm tinh luyện hóa thành một sợi dây quang mang cỡ ngón tay dài gần một trượng, không ngừng vặn vẹo trong hư không. Ở bên trong có khí tức pháp tắc lưu chuyển, đại biểu cho cảm ngộ pháp tắc thuộc tính không ngừng dẫy dụa, là muốn dung nhập vào trong thiên địa, tiêu tán ở trong đại đạo. Nhưng mà tất cả chỉ là vô dụng mà thôi. Mặc cho những nguyên tố pháp tắc kia vặn vẹo như thế nào, vải vẫn bị Kiệt Sâm dùng thiên địa luyện hóa quyết để gắt gao phong ấn, bị hắn thu liễm vào trong tay, truyền vào trong bên trong chiến thần tháp. Đây chính là thuộc tính nguyên tố pháp tắc của những cường giả vẫn lạc bị Kiệt Sâm dùng thiên địa luyện hóa huyết tình nguyện ra, sau này vô luận là muốn dung nhập vào bên trong linh dược tề hay là trực tiếp truyền vào trong cơ thể của linh sư, cùng với thuộc tính kia đều có thể ở trong thời gian ngắn nhất giúp người ta tiếp nhận cảm ngộ được pháp tắc thuộc tính, lực lượng như vậy mà sẽ tăng lên. Đây là chứng kiến thủ đoạn không hề tầm thường của Kiệt Sâm, Lăng Thiên Tông Ba Tỷ Ốc Tử thoáng chốc sững sờ, mắt trợn tròn đầy vẻ giật mình, trong lòng vô cùng khiếp sợ. Ngay cả ra tay cũng quên mất. Cho dù là hắn không có một chút khái niệm nào về thiên địa luyện hóa quyết của Kiệt Sâm thi triển ra, nhưng mà hắn là thánh linh sư cao cấp, tự nhiên hắn có thể nhìn ra được Kiệt Sâm vừa chiếm đoạt nguyên tố pháp tắc trong cơ thể của những cường giả thần dệt cốc vẫn lạc. Ánh mắt của hắn quan sát vẫn phải có. Đây là công pháp của với linh ký gì? Tại sao lại có thể cướp đoạt được nguyên tố pháp tắc trong cơ thể của linh sư khác? Đây là cái gì vậy? Bà Tỷ Ốc Tử hoàn toàn rung động, trong miệng hắn thì thào, giống như là lần thứ nhất nhìn thấy được Kiệt Sâm, đôi mắt trợn tròn xoay nhìn hắn. Mau nhanh lên, mở ra đại trận trong cốc, phải diệt sát hai kẻ này. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư, chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, người đọc Annie. Sát thánh đại trận. Nhìn thấy một màn huyết tình vừa rồi, cường giả đầu lĩnh của họ vừa tránh được một kiếp, không bị miểu sát toàn thân, lại không tự chủ được run rẩy, trong đôi mắt mang theo vẻ kinh hãi, miệng phát ra tiếng gào thét tê lương. Đồng thời, cả người của hắn hóa thành một đạo lưu quang trong sườn cốc lao mạnh. Mau lên, mau ra đại trận mau, phải thông chi với đan ni nhĩ từ lão tổ tông mau. Vài tên cường giả theo sát sau lưng của hắn, trong miệng không ngừng gào thét điên cuồng, lao nhanh về trong sườn cốc. Ở trước mặt Kiệt Sâm và Ba Tỷ Ốc Tử bọn hắn, căn bản không hề có chút dũng khí xông lên ngăn cản. Trong nội tâm chỉ là nổi lên một ý niệm duy nhất, đó chính là chạy thoát. Mau lưu lại hết đi, không cần phải vô vị phản kháng làm gì. Hôm nay, kẻ nào cũng không thoát. Thanh âm lãnh khốc vang lên bên tai bọn họ. Phía xa, Kiệt Sâm tiến đến một bước, trong đôi mắt lóe lên lệ mang, ngũ sắc thần quang lan tràn, thân thể hóa thành một đạo quang ảnh xông về phía trước. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, Kiệt Sâm lại đại khai sát giới ngay tại cửa cốc, một quyền đem tất cả những cường giả này oanh bạo. Không chút kiêng nể, nguyên một nhóm cường giả đang liều lĩnh chạy thục mạng chỉ trong khoảnh khắc này hóa thành một chùm huyết, căn bản không cách nào né tránh được công kích của Kiệt Sâm, không ai địch nổi một chiêu, hết thảy đều hoàn toàn vẫn lạc.
Ngay cả tên đầu lĩnh thánh linh sư đề cấp cũng giống to lên một tiếng, rồi bị Kiệt Sâm bổ trúng một trường. Trong đôi mắt mang theo vẻ không cam lòng, thân thể văng tủng tóe thành từng khối thịt đẫm máu. Dưới lực lượng cường đại của Kiệt Sâm, những cường giả này của thần diệt cốc chẳng khác gì là gà đất chó kiểng, trong khoảnh khắc lập tức vẫn lạc, không còn một người nào sống sót. Hai tay của Kiệt Sâm huy động, thì truyền ra thiên địa luyện hóa quyết, tản mát ra thiên uy vô tận, ép tới cản khôn nổ vang. Những cường giả thần diệt cốc lập tức biến thành huyết vụ. Trước kia Kiệt Sâm đều dùng hư không để tu luyện thiên địa luyện hóa quyết, mặc dù có chút thành tựu nhưng mà vẫn còn chưa trải qua thực chiến, không biết rõ là cường đại bao nhiêu. Hiện tại dưới thủ đoạn cường lực của Kiệt Sâm, phiến thiên không này lập tức hóa thành một mảnh hỗn độn, đại lượng hỗn độn khí hóa thành cối xay một mảnh không trung, khói sương cuồn cuộn đem huyết nhục của những người này tinh luyện ra, chất lọc ra cảm ngộ pháp tắc. Từng đạo nguyên tố pháp tắc cảm ngộ cỡ ngón tay giống như là quang xà bị Kiệt Sâm nhiếp ra, nắm chặt ở trong tay không ngừng dãy giụa. Trong đó có một đầu pháp tắc quang mang cường đại nhất, toàn thân đỏ tươi cỡ cánh tay của trẻ con, thô to hơn những pháp tắc quang mang khác một vòng, không ngừng vặn vẹo phát ra tiếng vàng rít gió. Từng đạo hỏa diễm phù lưu chuyển ở trong đó, biến ra đủ loại hỏa hệ huyền ảo, còn có thánh uy nhàn nhạt tán giật, chính là hỏa hệ nguyên tố pháp tắc tinh luyện từ trong cơ thể của đầu lĩnh thánh linh sư đề cấp kia. Trong ánh mắt kinh ngạc của ba tỷ ốc tư, gần 10 đạo pháp tắc quang mang lại một lần nữa bị Kiệt Sâm thu nhập vào trong chiến thần tháp. Chúng ta đi thôi. Kiệt Sâm lãnh đạm lên tiếng, trên mặt không chút biểu lộ, tiếp tục đi về phía trước. Đột nhiên, một cỗ sát cơ nồng đậm lan tỏa khắp thiên địa, từ trên mặt đất dưới vô số hào quang bắn ra, tạo khí vô cùng đáng sợ, hình thành từng đường vân phức tạp, kết hợp cùng một chỗ tạo thành một mảnh sát trận, đem Kiệt Sâm cùng ba tỷ ốc tử bao phủ vào bên trong. Khí tức đáng sợ tán giật, Kiệt Sâm cùng ba tỷ ốc tử lập tức cảm thấy hoa mắt chóng mặt, trước mắt là một mảnh hỗn độn, hai người giống như là vừa bước vào một mảnh đại địa bao la, dấn thân vào không gian rất thần bí. Xa xa, từng mảnh vầng sáng nổ bắn lao tới, xuyên thấu hư không, lập tức xuất hiện ngay trước mặt của Kiệt Sâm cùng ba tỷ ốc tử. Sát cơ đáng sợ tràn ngập, hình thành một màn sáng từ khắp bốn phương tám hướng nổ bắn về hướng hai người, làm cho hai người không cách nào ngăn cản được. Ngay trong thời khắc nguy cơ, hắc sắc trọng kiếm sau lưng của Kiệt Sâm đột nhiên biến mất, đồng thời nó hình thành một mảnh ô quang hình bán cầu che phủ, đem cả người của Kiệt Sâm bao phủ vào bên trong. Ở bên cạnh ba tỷ ốc tử cũng đang cười lạnh xuất thủ, hai tay của hắn huy lên, vô số thành sắc thủ trưởng xuất hiện đập vào trong hư không và chạm cùng những luồng quang giang nhận kia. Tiếng oanh minh đình tai nhức óc lại vang lên, bị Kiệt Sâm của ba tỷ ốc tử phản kích. Nhưng mà những quang nhận kia lập tức nổ tung, sóng xung kích khủng bố tản mát ra khắp bốn phương tám hướng, hủy diệt hết thảy, trừ khử trong vô hình. Đây quả là sát thánh đại trận. Ngăn ngừa công kích đột nhiên xuất hiện, ánh mắt của Kiệt Sâm nhìn khắp tứ phía, linh thức tán giật. Với tạo nghệ trong trận văn học của hắn, hắn lập tức nhìn thấu được trận pháp như vậy. Đây là sát thánh đại trận, danh như ý, có thể đánh chết cường giả thánh cấp, chính là trận pháp cửu cấp. Toàn bộ đại trận có 18 trận cơ, một khí vận quỷ thần khó dò, công kích đến từ khắp bốn phương tám hướng phảng phất như là u linh xuyên qua, không thể nào mà dự đoán. Mỗi một đạo công kích đều bị dị thường cường đại. Sau khi thăng thiên, một quang nhận cũng đủ giết chết một thánh linh sư đề cấp. Rất nhiều công kích kết hợp, cho dù là thánh linh sư trùng cấp cũng phải nuốt hận. Nhưng mà sát thánh đại trận này cho dù cường đại như thế nào, thì cũng chỉ là một cái trận pháp cửu cấp bình thường, chỉ có thể diệt sát thánh linh sư trùng cấp đã là cực hạn. Nếu muốn đánh chết thánh linh sư cao cấp thì chẳng khác gì nói chuyện viển vông hoang đường. Thánh linh sư cao cấp là một cường giả lĩnh ngộ pháp tắc hư không, phá toái hư không, phất tay làm núi cao sụp đổ, sông núi đảo ngược, có được thần uy khó lường, căn bản là sát thánh đại trận này không đủ khả năng để diệt sát. Bất quá, một khi đã phát động sát thánh đại trận này cũng giống như là đem người ta dẫn dắt vào một mảnh không gian khác. Cho dù là bằng vào uy lực công kích của đại trận không cách nào đánh chết thánh linh sư cao cấp, nhưng mà muốn vây khốn mang đến một ít tổn thương cho bọn họ cũng không khó. Xem ra, vẫn có chút phiền toái. Chỉ tiếc, chính là Kiệt Sâm ngoại trừ có được thực lực phi phàm, còn có tạo nghệ nghịch thiên trong trận văn học. Nếu như nói là Kiệt Sâm của trước kia là muốn phá giải trận pháp cửu cấp thế này, sẽ cảm thấy có chút đau đầu, không cách nào. Nhưng mà hôm nay hắn đã nhận được truyền thừa trận pháp của Thiên Hải Chiến Thần, trận pháp như thế này đã không còn khả năng vây khốn hắn nữa. Trong khoảnh khắc, toàn bộ 18 trận cơ ở trong đại trận đã bị Kiệt Sâm tìm hiểu rõ ràng. Trong ánh mắt của hắn bắn ra thần quang, tiến tới một bước, hắc sắc trọng kiếm trong tay trực tiếp bổ ra. Giống như tiếng vải vóc bị xé rách, một đạo hào quang sáng chói xuất hiện bên trong không gian hỗn độn nơi này. Từ bên trong hắc sắc trọng kiếm nổ bắn mà ra, rất dễ dàng xé rách không gian chém vào một phương ở phía trước.
Một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa vang lên, kiếm quang sáng chói đánh trúng phương vị kia lập tức nhộn nhạo từng đạo sóng rung động, ầm ầm bạo liệt nổ tung. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe truyện audio Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư, truyện được phát trên website truyenaudiovv.pro, người đọc Annie. Kiệt Sâm chi uy. Toàn bộ hư không của sát thánh đại trận này lập tức rung động, giống như là một tòa nhà lớn mất đi trụ cột chính, lập tức sụp đổ không còn chút vững chắc. Hãy để cho ta tới. Ngay khi Kiệt Sâm định ra tay một lần nữa để hủy diệt 17 trận cơ còn lại, Ba Tỷ Ốc Tử lạnh lùng cất tiếng. Hắn bước mạnh về phía trước, trên người bắn ra thành sắc quang mang vạn trượng. Thiên phong cửu biến, đệ ngũ biến, cực phong biến. Tiếng quát trầm trầm, thấp thấp vang lên. Thành sắc quang mang của hắn điên cuồng phóng thích từ trong cơ thể Ba Tỷ Ốc Tử, hóa thành từng mảnh phong nhận hướng 4 phương 8 hướng bắn tới. Phong nhận ẩn chứa linh lực đáng sợ bắn vỡ hư không. Ngay sau đó, không ngừng bạo tạc nổ tung, lực lượng đáng sợ tản mát, toàn bộ không gian sát thánh trận lập tức nhộn nhạo vô số gợn sóng, ngay sau đó lại hóa thành những mảnh nhỏ. Hư không nghiền nát, quang cảnh trước mặt của hai người Kiệt Sâm cùng với Ba Tỷ Ốc Tử liền thay đổi, đã xuất hiện lại ở trong sơn môn thần diệt cốc. Chỉ có điều giờ phút này, khu kiến trúc trước mặt đã biến thành một đống bừa bộn đổ nát, vô số tiếng kêu rên từ trong khắp nơi truyền đến. Đúng là có chút tài mọn. Ba Tỷ Ốc Tử lạnh lùng lên tiếng. Ba Tỷ Ốc Tử, Kiệt Sâm, hai người các người quả thực là to gan. Không nghĩ tới các người thực sự là có can đảm đến thần diệt cốc mà dương oai. Thực sự là thiên đường có đường các người không đi, địa ngục không cửa các người lại chui vào. Tốt lắm, hôm nay ta là muốn các người có đến mà không có về. Một tiếng gầm to giống như là sấm sét lôi đình từ tận sâu trong thần diệt cốc cuộn cuộn truyền đến. Một cỗ khí tức ngập trời mạnh mẽ phun trào. Sau một khắc, một đạo kim sắc cực quang vỡ ra trong hư không, tạo theo khí tức chủng thiên, xuất hiện ở trước mặt Kiệt Sâm. Cùng với Ba Tỷ Ốc Tử không xa, chính là thần diệt cốc lão tổ tông Đa Ni Nhĩ Tử. Ở trên người của hắn là một đạo thánh uy mông lùng lóng lánh, kim sắc linh lực phảng phất như là sóng biển không ngừng phập phồng, nhìn qua chẳng khác gì là thần minh siêu thoát thần thế. Ánh mắt của hắn chẳng khác gì lưỡi đao nhìn Kiệt Sâm và Ba Tỷ Ốc Tử, tràn ngập tức giận, sát ý đáng sợ tung hoành, hư không không đồng cứng lại, cố khí tức khiến người ta phải lạnh run mất hết can đảm. Đa Ni Nhĩ Tử. Nhìn thấy người vừa đến, gương mặt vốn lãnh đạm của Ba Tỷ Ốc Tử hiện tại chợt thay đổi, từ trên người của hắn cảm nhận được một cỗ khí tức cường thịnh, trong nội tâm không khỏi trầm xuống. Trước kia, ở trong chiến thần di tích, Ba Tỷ Ốc Tử cùng với Kiệt Sâm liên thủ đánh lén mới có thể làm trọng thương của Đa Ni Nhĩ Tử. Hiện tại trong cảm giác của Ba Tỷ Ốc Tử, huyết ở trong cơ thể của Đa Ni Nhĩ Tử đã tràn đầy, linh lực thì trùng thiên, căn bản không hề có chút cảm giác suy yếu, hiển nhiên hắn đã hoàn toàn khỏi. Hôm nay, thoạt nhìn Đa Ni Nhĩ Tử càng thêm cường đại. Lần đầu tiên bên mình đánh lén trúng kết đích, nhưng mà Kiệt Sâm liên thủ cũng không thể đánh chết được Đa Ni Nhĩ Tử. Lần này đối phương đã sớm có sự chuẩn bị, hơn nữa nơi này là địa bàn của thần diệt cốc, chính mình cùng với Kiệt Sâm thực sự có thể đánh hắn được hay sao? Trong nội tâm của Ba Tỷ Ốc Tử không dám nắm chắc điều này, mà ở bên cạnh của hắn, trên mặt của Kiệt Sâm vẫn luôn bình tĩnh thản nhiên. Ngay khi song phương còn đang lạnh lùng giằng co, hai đại lượng cường giả từ thần linh thành đang bay vút tới, đứng rất xa trong hư không nhìn lên song phương, trong đôi mắt mang theo vẻ kích động và kinh hãi. Nhìn một mảnh kiến trúc bừa bộn bên dưới, tất cả mọi người có thể tưởng tượng vừa rồi đã phát sinh ra một màn thảm thiết thế nào. Nhưng mà chỉ tiếc là không được tận mắt mà chứng kiến. Nhưng làm mọi người cảm thấy vui mừng đó chính là bọn họ không đến nỗi bỏ qua cuộc chiến đấu đặc sắc nhất. Tam đại trưởng lão của đỉnh phong nhất thiên hải đại lục này sắp giao thủ, chỉ cần ngẫm lại đã làm cho lòng mọi người tràn ngập sự hưng phấn. Đây chính là tràng cảnh ngàn năm khó gặp. Rất nhiều thần linh thành dân chúng cường giả đứng rất xa chờ đợi một màn chiến đấu của song phương. Ba Tỷ Ốc Tử, thế nào? Ngươi sợ rồi à? Lần đầu tiên, ngươi ám toán ta. Hôm nay, ta sẽ cho ngươi biết chênh lệch giữa ta và ngươi. Ngươi cho rằng hai người các ngươi liên thủ là có thể đối địch với ta à? Buồn cười quá. Ngày này năm sau, chính là ngày giỗ của các ngươi. Trên bầu trời, Đa Ni Nhĩ Tử cười lạnh lên tiếng. Linh lực trên người của hắn không ngừng phập phồng, hắn không nói tiếp, kim hệ linh lực trí cường, tung hoành, nhắm ngay Ba Tỷ Ốc Tử một quyền trùng trùng điệp điệp oanh tới. Đại Nhật Bá Thánh Công, thần quyền vô địch. Một cỗ quyền khí ngập trời từ trong tay của Đa Ni Nhĩ Tử phóng lên trên không, kim sắc quyền khí tạo thành một cỗ nguyên tố nước lũ trực tiếp bắn thẳng về hướng Ba Tỷ Ốc Tử. Linh nguyên tố như nước lũ xuyên thủng, hư không phá thành những mảnh nhỏ, không gian loạn lưu tứ tán, bắn ra năng lượng hủy diệt hết thảy.
Đan Ninh Nhĩ Từ vừa ra tay là thi triển lực lượng trường đại nhất của mình, muốn thực hiện bước đánh trọng thương của ba tỷ ốc tử. Trải qua cuộc chiến, chiến thần di tích, Đan Ninh Nhĩ Từ cũng biết rõ, luận về thực lực thì ba tỷ ốc tử cùng Kiệt Sâm đều không phải là đối thủ, nhưng mà cả hai mà liên thủ thì bản thân mình cũng chưa chắc chiếm được thượng phong. Nhưng mà chỉ cần mình toàn lực ra tay trước, đem một người kích thương, liền có thể đạt được tiên cơ. Đến lúc đó, vô luận là tên Kiệt Sâm kia hay là ba tỷ ốc tử này đều phải trở thành vong hồn dưới quyền của mình. Thiên phong cửu biến, đệ nhất biến, hư không biến. Đối mặt với công kích cường đại của Đan Ninh Nhĩ Từ, ba tỷ ốc tử chợ không dám có chút chủ quan. Hai mắt của hắn đỏ sẫm, miệng gào thét, hắc sắc. Ở trong thần thái, quang mang từ trong cơ thể hắn điên cuồng phóng thích. Trong nháy mắt, thân thể của ba tỷ ốc tử giống như là biến thành một vầng trời màu xanh. Một đạo công kích vô hình, lặng im không chút tiếng động, bắn về hướng của Đan Ninh Nhĩ Từ. Phong nhận hư vô xẹt qua hư không, không gian tầng tầng nổ tung, hình thành không gian vỡ vụn nhìn thấy mà phải giật mình. Hai cỗ lực lượng đáng sợ trùng trùng điệp điệp va vào nhau ở trong hư không, giống như là lôi đình nổ vang, một cỗ lực lượng khủng bố lan tràn. Hư không tầng tầng bạo toái, trên không trung hình thành lỗ thủng không gian rất lớn, đó là một lỗ thủng tầng lớn hơn 10 trượng, không gian khí tức kinh người lan tràn, ngay sau đó là nhanh chóng khép lại. Rất nhiều cường giả của thần linh thành đều cảm thấy tim mình đập nhanh, thân thể không tự chủ được mà phải phát run. Hai cỗ lực lượng đáng sợ lan tràn trong hư không, thân hình của Đan Ninh Nhĩ Từ trượt bật lui vài bước, sau đó đứng vững lại, mà ba tỷ ốc tử bị đánh bay, sắc mặt tái nhợt, linh lực trong cơ thể cuồn cuộn, đôi mắt kinh hãi vội vàng áp chế. Thân là phong hệ linh sư, tuy uy lực của hư không biến không phải là mạnh nhất, nhưng mà dù sao, hắn lại càng biết am hiểu đánh lén và ám sát, phương thức như vậy mới là chỗ huyền ảo nhất của thiên phong cửu biến. So sánh với kim hệ thánh linh sư cao cấp như Đan Ninh Nhĩ Từ thì chỉ là một kích đối chiến không ngờ đã bị hạ phong. Thực lực cái bậc này mà cũng dám tới đòi giết ta. Quả thực là hoang đường viển vông lắm. Đan Ninh Nhĩ Từ cười to dữ tợn, ngàn vạn kim sắc kiếm hồng trong cơ thể hắn bắn ra, nhắm ngay ba tỷ ốc tử hùng hằng đánh tới. Không thể kéo dài nữa, một chiêu trọng thương ba tỷ ốc tử lại thu thập Kiệt Sâm. Trong lúc đang bay tới, trong lòng của Đan Ninh Nhĩ Từ hùng hằng thầm nhủ, ánh mắt của hắn ánh lên tiếng ngoan lệ. Kim hệ linh lực vô tận từ trong cơ thể của Đan Ninh Nhĩ Từ điên cuồng phun ra. Giờ khắc này đây, trong cơ thể của hắn giống như là vừa mở ra một đạo cấm chế nào đó, lực lượng không ngừng kéo lên. Một tia máu tươi từ trong thân thể hắn bắn ra hình thành một tầng kim sắc bí văn, kim quang lóng lánh giống như là lập tức biến thành một đầu hoàng cự thú, khí tức kinh khủng làm cho tất cả mọi người đều phải sợ. Đại Nhật Phách Thánh Công Chí Áo Nghĩa, Phách Thánh Phụ Thế, Đại Nhật Tinh Bạo. Trong miệng của Đan Ninh Nhĩ Từ gào thét, kim sắc cực quang trên người hắn giống như là mặt trời nổ tung, bao bọc lấy uy thế hủy thiên diệt địa, xông thẳng về hướng ba tỷ ốc tử. Hư không lập tức bị nghiền nát, tầng tầng vỡ tan, phiến thiên địa nơi này giống như là không chịu nổi lực lượng đáng sợ kia mà phải run rẩy. Không tốt. Cảm nhận được một cỗ năng lượng vô cùng đáng sợ từ trong cơ thể của Đan Ninh Nhĩ Từ phóng xuất, ba tỷ ốc tử không khỏi kinh hô, ánh mắt lập tức nhìn về phía Kiệt Sâm. Kiệt Sâm, hãy mau phóng thích chiến thần tháp đi. Chúng ta cùng nhau liên thủ ngăn cản Đan Ninh Nhĩ Từ. Ba tỷ ốc tử cảm nhận được mình không thể ngăn cản nổi công kích cường đại của Đan Ninh Nhĩ Từ, lập tức chìm nổi qua Kiệt Sâm xin giúp đỡ. Nhưng mà không đợi ba tỷ ốc tử nói xong, thì một màn làm cho hắn cảm thấy thực sự khiếp sợ đã xảy ra. Kiệt Sâm khi nãy còn đang lặng lặng đứng im, giờ phút này đột nhiên lại sải bước, lập tức đi tới trước mặt của hắn, nghênh đón Đan Ninh Nhĩ Từ đang mãnh liệt đánh úp. Ba tỷ ốc tử, người lui ra. Ta là muốn đích thần đánh chết Đan Ninh Nhĩ Từ. Thanh âm lạnh lùng truyền ra từ trong miệng của Kiệt Sâm, không mang theo một tia cảm tình, phảng phất như là đang nói chuyện vô cùng bình thường. Sau một khắc, một cỗ lực lượng đáng sợ từ trong cơ thể của Kiệt Sâm bỗng dưng lan tràn, thân thể của hắn xông thẳng đến phía của Đan Ninh Nhĩ Từ. Trong phiến hư không không thấy Kiệt Sâm có cử động đặc thù gì hết, hắc sắc trọng kiếm trong tay vùng lên trực tiếp bổ thẳng về phía Đan Ninh Nhĩ Từ. Người mà lại muốn ngăn trở ta hả? Ta trước tiên là đem người đánh chết, rồi lại đến đối phó với bà tỷ ốc tử. Nhìn thấy Kiệt Sâm dám một mình nghênh chiến với mình, trong miệng của Đan Ninh Nhĩ Từ không khỏi nhe răng cười cười, trên người lại càng phát ra uy thế thêm mãnh liệt, chỉ là muốn trong một kích này đem Kiệt Sâm đánh vào trong vực sâu vô tận không còn cơ hội xoay người. Cái gì? Kiệt Sâm, ngươi đang làm cái gì thế? Hãy mau lui xuống cho ta. Nhìn thấy hành vi lỗ mãng của Kiệt Sâm, trong lòng của ba tỷ ốc tử giật mình đến hồn phi phách tán. Thì chỉ ra áo nghĩa chí cao của Đại Nhật Phách Thánh Công, thực lực của Đan Ninh Nhĩ Từ đã đạt tới mức độ như thế nào rồi?
lực lượng công kích tuyệt đối là vượt xa thánh linh sư cao cấp, ngay cả hắn cũng phải tránh lùi ba phần không dám liều mạng. Vậy nhưng kẻ xâm trong ba người này lại có thực lực yếu nhất, tối đa tương đương với hắn, nhưng mà hiện tại lại muốn dùng lực lượng một người mà đối kháng với đàn ni nhĩ tư, làm trong lòng của ba tỷ ốc tử vừa hoảng sợ vừa tức giận. Một quyền này của đàn ni nhĩ tư tuyệt đối có thể đánh chết kẻ xâm trọng thương không cần suy nghĩ. Nghĩ vậy, ba tỷ ốc tử nổi giận gầm lên, rốt cuộc là bất chấp phải tránh né, thân thể phóng lên trời theo sát sau lưng của kiệt sâm, muốn thi triển ra một kích mạnh nhất của hắn. Không nói tới quan hệ đồng minh giữa ba tỷ ốc nhĩ và kiệt sâm, xem như là chính mình vì ba tỷ ốc từ tuyệt đối không thể là kiệt sâm bị trọng thương. Một khi kiệt sâm ở trong trọng thương, thì hắn căn bản không thể nào là đối thủ của Danny nhĩ từ, rất có thể hôm nay cả hai người đều phải vẫn lạc. Nhưng mà không đợi hắn lao ra được bao nhiêu xa, ánh mắt của hắn lập tức ngây ra, thân hình dừng phát giữa không trung. Hai mắt trợn lớn tròn xoe, toát ra ánh mắt vô cùng kinh hãi. Một hình ảnh làm cho cả đời hắn đều khó quên xuất hiện. Trong phiến hư không, hắc sắc trọng kiếm của Kiệt Sâm cùng với kim sắc cự quang của Danny nhĩ tư trùng trùng điệp điệp va chạm. Lăng thiên không truyền ra tiếng sấm vang. Trong tiếng sấm vang kịch liệt, hắc sắc trọng kiếm của Kiệt Sâm đâm thẳng vào bên trong kim sắc cự quang của Danny nhĩ tư. Phảng phất như là một viên đá đầu nhập vào trong kim sắc thủy cầu, mặt ngoài thủy cầu bỗng nhiên nộn nhạo gợn sóng. Kim sắc thủy cầu rung động lắc lư, lập tức ầm ầm bạo liệt, hoàn toàn là vỡ tan nát bấy, hóa thành kim sắc quang điểm tứ tán vẩy ra đầy trời. Kim sắc thủy cầu tán giật đi, lộ ra ánh mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ của Danny nhĩ tư. Một kiếm, vô thành vô tức. Vậy nhưng, kim sắc cử quang của Danny nhĩ tư đã hoàn toàn bị đánh vỡ vụn. Thế đi của hắc sắc trọng kiếm không giảm, lập tức đi tới trước mặt của Danny nhĩ tư, đâm thẳng vào lồng ngực của hắn. Trong miệng của Danny nhĩ tư liền phát ra tiếng gầm rú thê lương. Đại Nhật Phách Thánh Công, Kim Bính Quyền. Giờ khắc này đây, hai tay của hắn bỗng nhiên sáng lên kim quang chói mắt, một đôi kim thủ lóng lánh chụp thẳng vào hắc sắc trọng kiếm của Kiệt Sâm. Trong tiếng nổ ầm vang, thân thể của Danny nhĩ tư nặng nề văng ra ngoài, đôi mắt của hắn trợn trừng, trong ánh mắt mang theo nỗi kinh sợ, một chùm máu tươi từ trong miệng của hắn phun ra nhìn rất dữ tợn. Tại sao? Tại sao? Thanh âm tiếng hít thở lạnh lẽ vang lên ở trong trừng không trung của thần dệt cốc. Chỉ một chiêu, vẹn vẹn một chiêu thì Danny nhĩ tư này đã bị Kiệt Sâm đánh bay, làm cho những người đang có mặt ở đây hoàn toàn bị sợ hãi đến ngây người. Chẳng những là một ít cường giả của thần linh thành này đứng phía xa, cũng rất nhiều cường giả trong thành diệt cốc, mà ngay cả ba tỷ ốc tư cũng há to cả miệng, hoàn toàn không dám tìm vào đôi mắt của mình nữa. Uy lực một chiêu này của Danny nhĩ tư, nếu như chính bản thân ta mà đón tiếp, thì tuyệt đối sẽ bị đánh thành trọng thương. Với những Kiệt Sâm kia... Trong nháy mắt, nội tâm của ba tỷ ốc tư nổi lên sóng to gió lớn, hoàn toàn là không cách nào bình tĩnh được. Điều này làm sao có thể được? Trong phiến hư không, Danny nhĩ tư kiệt lực ổn định thân hình, khóe môi rướm máu nhìn qua Kiệt Sâm. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy vẻ kinh hãi, phát ra tiếng gào thét thê lương. Thực lực của Kiệt Sâm làm sao có thể đề cao nhanh tới như vậy được? Tới ngắn ngủi là nửa năm. Nửa năm trước, trong chiến thần di tích, ta còn nhớ là hắn nhờ vào chiến thần tháp mới có thể ngăn cản được thế công của ta. Nếu như không phải là có ba tỷ ốc tư liên thủ cùng với hắn, thì ta đã có thể đơn giản mà đánh chết hắn rồi. Nhưng mà chỉ mới qua có nửa năm. Danny nhĩ tư khó có thể chấp nhận được chuyện này. Vừa mới phát sinh, ngay nửa năm trước, thực lực của Kiệt Sâm vẫn còn thua xa hắn. Chỉ là một chiêu hắn có thể đánh trọng thương Kiệt Sâm, nhiều khi còn có thể là vẫn lạc. Nếu không phải là do đột nhiên có ba tỷ ốc tư xen tay, thì rất có thể Kiệt Sâm đã bị hắn giết chết chắc chắn rồi. Nhưng mà bây giờ thì sao? Hết chương. Nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe truyện audio Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư, truyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro, người đọc Annie, át chủ bài cuối cùng của thần diệt cốc. Không có gì là không có khả năng, Danny nhĩ tử, hôm nay chính là ngày tận thế của ngươi. Kiệt Sâm lạnh lùng lên tiếng, ánh mắt của hắn thực sự là bình thản nhìn Danny nhĩ tử bước tới, trên người tán giật ra thần uy vô tận. Lúc trước, khi chỉ là thánh linh sư đề cấp, thực lực của Kiệt Sâm đã tương đương với bà tỷ ốc tư, kém hơn Danny nhĩ tư một chút. Nhưng mà hôm nay, hắn đã tấn thăng lên thánh linh sư trùng cấp, khả năng khống chế thần thể chiến thần phụ thể đã đạt tới đỉnh phong kiểu giai, tu luyện thiên địa luyện hóa quyết, lực lượng huyết mạch đã có sự đột biến, thực lực đồn được nhiên là đã hoàn toàn vượt trên Danny nhĩ tư. Có thể nói là cho dù ngày hôm nay Kiệt Sâm phải đối mặt với một thánh linh sư đỉnh phong, hắn cũng không hề sợ hãi chút nào, toàn bộ thần công đều thi triển có lẽ còn có thể chiếm được thượng phong. Muốn đối phó với thánh linh sư cao cấp như là Danny nhĩ tư thì tự nhiên là không có nửa điểm áp lực được. Không cần phải tiếp tục làm ra chống cự vô vị nữa,
hãy chết đi. Trong hư không, Kiệt Sâm ngạo nghễ, thần sắc lãnh khốc hướng Đa Ni Nhĩ Tư phát ra công kích mãnh liệt. Tiếng oanh minh đình tai nhức óc vọng ở trong thiên địa, thân thể của Kiệt Sâm giống như là một vị viễn cổ thần linh phục sinh, uy áp kinh người khủng bố tàn mát ra, hướng Đa Ni Nhĩ Tư liên tục ra tay. Bị Kiệt Sâm cường thế áp chế, Đa Ni Nhĩ Tư căn bản là không hề có chút lực phản kích, chỉ là liên tục gào thét, sắc mặt dữ tợn, thần sắc điên cuồng. Từng chùm máu tươi từ trên người của hắn bắn xuống, thân thể vô cùng chật vật không thể chịu được, chỉ còn khả năng chật vật chống đỡ. Đây là cái gì? Nhìn thấy một màn thảm thiết trước mắt, toàn bộ mọi người đều ngây ngốc. Bọn họ luôn cho rằng hôm nay là một hồi đại chiến kinh thiên, song phương người tới ta đi, thực lực sẽ ngang nhau, cuộc chiến này sẽ thiên hồn địa ám, thiên địa biến sắc. Nhưng mà mới chính thức bắt đầu cuộc đại chiến này thì họ mới phát hiện đây căn bản là một cuộc chiến nghiêng hẳn về một bên. Dưới sự cường thế của Kiệt Sâm, Đa Ni Nhĩ Tư này căn bản không hề có chút lực lượng chống cự mà liên tục bại lui. Giao chiến được hơn 10 hiệp, mắt thấy mình không còn khả năng địch lại nữa, thân thể không ngừng bị thương. Lúc này Đa Ni Nhĩ Tư lao ra khỏi chiến trường hướng sâu trong thân diệt cốc, hoảng sợ bỏ chạy. Thời gian dài giao chiến làm cho Đa Ni Nhĩ Tư hoàn toàn sợ hãi, cũng không dám tiếp tục đối chiến với Kiệt Sâm. Người muốn chạy trốn à? Người cho rằng là người chạy thoát được ta? Khóe môi của Kiệt Sâm nổi lên tia khinh thường. Hắc sắc trọng kiếm trong tay của hắn nổi lên, lồi sắc quang mang, lập tức hóa thành một cây trụ kinh thiên như là chèo chống thiên địa, hướng Đa Ni Nhĩ Tư hùng hằng áp xuống. Chiến thần quyết, chiến thần phụ thế. Ánh mắt của Kiệt Sâm lạnh lùng, miệng lạnh băng lên tiếng, sát ý vô tận bao trùm trời đất, chôn vùi hết thảy. Phảng phất như là có một cây gậy sắt khổng lồ từ trên trời tạp xuống, rơi thẳng lên tầng thủy tinh, hư không tầng tầng bạo nát, phá thành những mảnh nhỏ. Ngũ hành linh khí sôi trào ngập trời, giống như là đại dương mênh mông phập phồng bao phủ Đa Ni Nhĩ Tư, uy áp đáng sợ khiến cho Ba Tỷ Ốc Tư cũng cảm thấy kinh hãi, lồng tơ trên người dựng đứng, đáy lòng nổi lên cảm giác run rẩy. Nhìn thấy một màn này, khắp toàn thân đầy máu tươi của Đa Ni Nhĩ Tư cả kinh hồn phách phi tán, rốt cuộc thì không thể chạy trốn được nữa, miệng phát ra tiếng gầm rú thê lương. Trong mắt của hắn hiện lên một tia ngoan lệ, một đạo khí tức kinh người từ trong thân thể của hắn không ngừng bay vút lên. Đại Nhật, Phách Thánh Công, Trí Áo Nghĩa, Phách Thánh Phụ Thế, Đại Nhật Vĩnh Hằng, Thánh Giả Vô Song. Đa Ni Nhĩ Tư điên cuồng gầm lên, hai cố kim sắc quang cầu trói mắt từ trong thân thể hắn mạnh mẽ phóng thích, cùng với kình thiên trụ của Kiệt Sâm trùng trùng điệp điệp đụng vào một chỗ. Thanh âm bạo nổ đáng sợ truyền ra bên trong thiên địa, linh lực nguyên tố vô tận tràn ngập hết thảy, che chắn cả ánh sáng mặt trời. Trong tiếng nổ vang cực lớn, từng đạo linh lực ba động kinh người trực tiếp lan tràn, đem hư không đánh vỡ. Trong linh lực nguyên tố cuồng bạo như vậy, một thân ảnh toàn thân đầy máu tươi, vết thương chồng chất, quần áo rách nát, mạnh mẽ bắn ra, miệng phun máu như là báo táp, sau đó hóa thành một đạo lưu quang hướng tận sâu trong thần dễ cốc chạy trốn. Hắn muốn trốn vào trong hư không. Người chạy đi đâu? Kiệt Sâm cùng với Ba Tỷ Ốc Tư đồng thời quá to, nhanh chóng đuổi theo. Lần này bọn họ tuyệt đối sẽ không cho đối phương cơ hội chạy thoát nữa. Thần diệt cốc xem như là đã xong rồi. Phía xa, rất nhiều cường giả của thần linh thành nhìn thấy một màn này, trong miệng thổn thức lên tiếng, trong nội tâm cũng không biết cảm giác là gì. Đúng lúc này, dị biến lại nổi lên. Ánh sáng vô tận từ trong hạch tâm thần diệt cốc bay lên, đó là từng đạo ánh sáng chói lọi vô cùng. Tổng cộng có 9981 cột sáng, phân bố khắp trung tâm của thần diệt cốc, từ trong lòng đất phóng lên trời liên tiếp lẫn nhau. Những cột sáng kia lóng lánh đủ loại màu sắc dị thường mỹ lệ, đem Kiệt Sâm cùng Ba Tỷ Ốc Tư đồng thời vây khốn. Một đạo hỗn độn khí tức tàn mát ra, thoáng chốc thần diệt cốc này liền biến thành một mảnh mông lung, thậm chí không thể nhìn thấy được gì nữa, chỉ còn lại uy áp vô tận tán phát. Cố uy áp vô cùng khủng bố như là trực tiếp công kích vào linh hồn của con người. Phía xa, một ít cường giả của thần linh thành thực lực yếu kém bị cố áp bức đáng sợ chấn áp, sắc mặt tái nhợt, miệng phun ra máu, thân hình không ngừng rơi xuống từ trên không trung, rất vất vả mới ổn định lại được, chút nữa đã bị ngã chết. Cái quái gì vậy? Thực sự là đáng sợ mà. Vì sao ta lại có cảm giác như là ngày tận thế sắp đến vậy? Vậy thì rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cố uy áp này quả thực là quá kinh khủng rồi, so với uy áp trong cuộc chiến trước đó hình như còn cường đại hơn rất nhiều. Rất nhiều cường giả đều mang theo vẻ mặt kinh hãi kinh hô, uy áp trước kia quá mức khủng bố, trực tiếp tác động vào linh hồn. Họ chứng kiến ở trong phiến thiên địa mông lung này chẳng khác gì con sâu cái kiến, đối diện với thần long, thật sâu ở trong tâm linh căn bản không thể nào có nửa điểm chống cự mà chỉ có thần phục mà thôi. Đó là uy áp khủng bố mà bọn họ chưa từng đối diện qua bao giờ. Kiệt Sâm, Ba Tỷ Ốc Tư, hai người dám chạy tới thần diệt cốc mà giết ta, thì hôm nay
hai người các người đều phải chết ở đây ngay. Thanh âm dữ tợn oán độc của Đa Ni Nhĩ Tử vang lên ở trong thiên địa hỗn độn. Đại trận này là thần diệt đại trận lưu truyền từ thượng cổ thời đại, cho dù là thần linh bị vây khốn cũng phải chết ở trong đó. Hôm nay các người sẽ chết ở trong thần diệt cốc của thần diệt cốc chúng ta. Thanh âm của Đa Ni Nhĩ Tử cạo ngất ù ù trong phiến không gian ở trước mặt, làm cho mọi người đều phải sợ đến ngây người. Cái gì? Thần diệt đại trận sao? Trận pháp như thế này mà có thể diệt sát được cả thần linh à? Nếu mà như vậy, thì kiệt sâm bọn hắn... Chuyển biến bất thình lình này làm cho mọi người phải ngây ngốc. Rõ ràng là kiệt sâm cùng ba tỷ ốc tư vẫn còn đang chiếm ưu thế và truy kích Đa Ni Nhĩ Tử. Nhưng mà trong chớp mắt, tình thế đã xoay chuyển, cả hai người bị nhốt trong đại trận nguy hiểm tới cả tính mạng. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc Annie. Trận đạo 800 quyền. Mà trong đại trận, kiệt sâm của ba tỷ ốc tử đang gặp phải nguy cơ rất lớn. Từng đạo khí tức hỗn độ lưu chuyển, uy áp đáng sợ lan tràn ra. Ba tỷ ốc tử và kiệt sâm đều cảm nhận được từng trận áp bách. Đại trận vận chuyển, hỗn độn khí lưu bắn ra sát cơ. Hai đạo hỗn độn khí nhanh chóng như là tia chớp bắn thẳng tới chỗ của hai người. Khí tức hỗn độn quá mức đáng sợ, làm cho người ta muốn tránh cũng không thể thoát. Trong đó, một đạo vừa lúc chém lên cánh tay phải của ba tỷ ốc tử, ngay lập tức máu tươi văng ra. Cánh tay phải của ba tỷ ốc tử bị cắt bay một khối thịt, máu tươi đầm đề nhìn thấy mà giật mình. Trong đại trận sát cơ đáng sợ tràn ngập, hết thảy không gian xung quanh biến thành một mảnh hỗn độn không thể phân biệt được gì nữa. Từng đạo khí tức hỗn độn bao bọc tử lượng đáng sợ, rất dễ dàng phá vỡ phòng ngự của ba tỷ ốc tử, lưu lại từng vết thương khắp người. Ở bên cạnh tuy hoàn cảnh của kiệt sâm tốt hơn ba tỷ ốc tư rất nhiều, nhưng mà nhìn qua vẫn có chút chật vật. Đôi mắt của hắn nhíu lại, linh thức khuếch tán ra bên ngoài ý đồ tìm kiếm trận cơ của đại trận, dùng tạo nghệ trong trận pháp của mình phá vỡ đại trận cuối cùng này của thần diệt cốc. Nhưng lần này kiệt sâm đã gặp phải khó khăn. Với tạo nghệ trận vân đại sư thánh cấp kiểu giai, nhưng mà hắn không cách nào xem thấu được đại trận bây giờ, giống như là bị che mắt hoàn toàn, đủ loại khí tức lưu chuyển làm cho kiệt sâm không cách nào nhìn thấu. Cái gì thế này? Thần cấp đại trận? Trong nội tâm của kiệt sâm cả kinh, với tạo nghệ của hắn vậy mà cũng không thể xem thấu. Hiển nhiên là đại trận này đã vượt ngoài năng lực. Cũng chỉ có thần cấp đại trận trong truyền thuyết mới có khả năng như vậy. Được gọi là thần cấp đại trận là một loại trận pháp vượt cao hơn cả thánh cấp. Nếu như nói thánh cấp đại trận có thể diệt sát thánh linh sư, như vậy thì thần cấp đại trận cho đại biểu áo nghĩa chân chính của trận pháp. Cho dù là linh thần thập giai xâm nhập vào bên trong cũng không cách nào thoát ra được, phải tử vong ngay tại chỗ. Thần cấp đại trận này chân chính không còn là trận pháp đơn thuần nữa, mà nó là sáng tạo là của một thế giới khác, đem cường giả vây khốn bên trong khó có thể đào thoát ra được. Muốn tìm ra sơ hở bên trong của nó thì thực sự khó càng thêm khó, cơ hồ là không thể. Thần diệt cốc này làm sao mà lại có được thần cấp đại trận được? Đây chỉ là có trận pháp đại sư thần cấp mới bố trí được hay sao? Trận pháp đại sư thần cấp chính là linh thần thập giai. Cho dù là cường đại như kiệt sâm giờ phút này cũng cảm thấy chấn động không cách nào bình tĩnh được. Trên thế giới này đây, bất cứ cái loại chức nghiệp nào đều có quan hệ mật thiết với linh sư, cũng giống như là linh dược sư. Nếu như muốn là được thành tựu của dược thần thập giai thì nhất định ở trong phương diện linh sư cũng phải thành linh thần thập giai. Trận văn sư cũng là như vậy, muốn trở thành trận văn sư thần cấp cũng phải là linh thần thập giai, nếu không thì căn bản là không có khả năng. Nhưng mà hôm nay đây, thần diệt cốc lại có được một tòa thần cấp đại trận khủng bố như vậy, lập tức làm trong lòng của kiệt sâm tràn đầy sự kinh hãi. Bên trong đại trận, từng đạo khí tức hỗn độn không ngừng đánh úp, ba tỷ ốc tử cùng với kiệt sâm không ngừng đánh lùi chống đỡ. Phải làm sao đây? Trong lòng của ba tỷ ốc tử lập tức nóng nảy, trên người của hắn đầm đìa máu tươi, chỉ trong chốc lát, đã ngắn ngủi, hắn đã bị không ít vết thương, vô cùng chật vật, không giống như là đại trận trước đó, từng công kích kia không hiệu quả, nhưng mà ở trong thần diệt trận này, mỗi một đạo công kích đều có thể dễ dàng phá vỡ phòng ngự của ba tỷ ốc tử. Nếu không phải là hắn cố sức kiên trì bằng một phong hệ thân pháp, không ngừng né tránh, thì chỉ sợ giờ phút này hắn đã sớm bị khí tức hỗn độn kia đánh chết. Ở bên cạnh kiệt sâm đang cẩn thận nghiên cứu trận pháp, cũng đang có chút mệt mỏi ứng phó. Thần diệt trận, nghe theo lời nói của Đa Ni Nhĩ Tử. Vậy thì trận pháp này có thể diệt sát cả linh thần sao? Không thể nào chỉ có uy lực như thế được. Trong lòng của kiệt sâm không ngừng lẩm bẩm, thần cấp đại trận chính thức uy lực nghịch thiên, khí lưu chuyển cường giả cấp bậc linh thần cũng khó có thể ngăn cản mà bị đánh chết. Tuy hai người kiệt sâm đều là thánh linh sư cao cấp và trung cấp, thực lực nghịch thiên, nhưng so sánh với cường giả cấp bậc linh thần thì còn kém quá xa.
ở trong thần cấp đại trận này chắc chắn không thể kiên trì được bao lâu, đã bị đánh chết ngay lập tức. Nhưng mà hiện tại tuy rằng đại trận này rất cường đại, nhưng mà hai người này cố gắng chống đỡ vẫn chỉ bị thương mà hoàn toàn không phát huy hết thực lực của thần cấp đại trận, làm cho nội tâm có chút nghi hoặc. Bất quá, cho dù là như thế nào đi nữa, nhưng mà nếu như cứ kéo dài tình huống như thế này, thì xuống dưới không thể phá trận xông ra được, đối mặt với hai người cũng chỉ còn lại con đường chết. Thực sự là ta không nghĩ tới, thần diệt cốc này lại có được một loại đại trận khủng bố như thế này. Khó trách, Đan Ni Nhĩ Tử không sợ hãi mà là không ngừng khiêu khích chúng ta. Hắn cũng không sợ bị chúng ta đập sát. Nguyên lai, ý đồ của hắn là muốn đem chúng ta dẫn dụ vào trong đại trận này để đánh chết. Trong lòng của Kiệt Sâm bắt đầu suy nghĩ. Đến lúc này đây, nếu như ba tỷ ốc tử cùng với Kiệt Sâm còn không rõ mục đích mà Đan Ni Nhĩ Tư không ngừng khiêu khích suốt nửa năm qua là cái gì, thì hai người này thực sự đã quá mức ngu ngốc. Chỉ tiếc là hai người này bởi vì muốn đánh chết Đan Ni Nhĩ Tư mà không hề không đến nơi này, cuối cùng vẫn bị nhốt vào trong đại trận. Mau mở cho ta! Bên trong sát trận mông lung, ba tỷ ốc tử liên tục bị thương không khỏi giận dữ gào thét, trên người hắn bắn ra ngàn vạn thanh mang nhắm ngay trước mặt hung hăng chém tới. Một đạo thanh mang chói mắt từ trong tay của hắn nổ vang, ẩn chứa linh lực vô tận nhẹ nhàng run rẩy như muốn phá vỡ hư không. Nhưng mà phong nhận trong dĩ vãng đều dễ dàng phá toái hư không, hiện tại ở bên trong đại trận này giống như là vừa đi tới một vị diện vô cùng vững chắc, căn bản không cách nào đánh tan nó ra, trực tiếp chui vào bên trong phiến thiên địa hỗn độn, liền biến mất không chút thanh âm. Ở cái nơi này muốn phá toái hư không cũng không được. Trong mắt của ba tỷ ốc tử lộ vẻ vô cùng lo lắng, vội vàng nhìn qua Kiệt Sâm. Lúc trước khi Kiệt Sâm phá giải sát thánh đại trận đã bày ra tạo nghệ trận pháp cường đại, làm cho nội tâm của ba tỷ ốc tử không khỏi toát ra một tia hy vọng. Hiện tại hắn chỉ có thể đem hy vọng đặt hết lên trên người của Kiệt Sâm. Từng đạo hỗn độn khí tức lưu chuyển dọc theo công kích cường đại không ngừng đánh úp tới chân mày của Kiệt Sâm, mang theo vẻ ngưng trọng. Kiệt được tránh né công kích không ngừng, cố gắng nhìn theo dấu vết lưu lại để tìm kiếm phương pháp phá giải trận pháp, nhưng mà tất cả chỉ là vô dụng mặc thôi. Mặc dù cho Kiệt Sâm làm sao cố gắng nhưng vẫn không tìm được chút manh mối nào. Theo thời gian trôi qua, công kích của hỗn độn sát trận xung quanh lại càng ngày càng mạnh. Hơn nữa, 10 đạo hỗn độn sát ý ập tới, uy áp đáng sợ chấn nhiếp thiên địa. Kiệt Sâm nhất thời sơ hở liền bị lưu lại vết thương rất dài trên người. Không được rồi, nếu còn cứ tiếp tục như thế này thì tất cả chúng ta đều phải chết. Kiệt Sâm mang theo vẻ mặt ngưng trọng nợ rồi nói. Ngay mi tâm của hắn đột nhiên hiện lên làm sắc hào quang. Một tòa bảo tháp tản ra uy áp đáng sợ từ trong mi tâm hắn bỗng nhiên bảy vút, chính là chiến thần tháp. Ba tỷ ốc tử, chúng ta là phải vào chiến thần tháp. Kiệt Sâm quát khẽ, cả người hóa thành một đạo lưu quang bị chiến thần tháp hút về bên trong. Hào quang của chiến thần tháp lập tức lướt ở trên người của ba tỷ ốc tử. Ba tỷ ốc tử không khỏi thoáng do dự, chiến thần tháp là bảo vật của thiên hải chiến thần viễn cổ, trong đó có được uy năng tuyệt đối cường đại. Nếu như hắn tiến vào bên trong chẳng khác gì đem tính mạng mà hoàn toàn giao vào trong tay của Kiệt Sâm. Điều này không khỏi làm cho hắn do dự. Nhưng mà chỉ sau một khắc, cảm nhận được sát cơ càng ngày càng cường thịnh ở xung quanh, hắn cắn chặt răng, trong lòng lập tức làm ra quyết định. Mà thôi, không tiến vào chiến thần tháp, hiện tại ta sẽ chết. Tiến vào trong tháp chỉ còn một con đường sống, đã như vậy còn so đo nhiều như thế làm gì? Trong lòng của ba tỷ ốc tử rất bất đắc dĩ, không tiếp tục chống cự hấp lực của chiến thần tháp, thân thể của hắn hóa thành một đạo lưu quang tiến vào bên trong. Bên trong hỗn độn sát trận, từng đạo khí tức hỗn độn đáng sợ công tới, bao bọc lấy uy áp đại đạo hùng hăng bổ vào trong chiến thần tháp, bổ bay ngọn tháp quay vòng vòng. Nhưng mà ngọn tháp này tuy rất giống như là con thuyền giữa cơn bão tố cuồng loạn, lại không ngừng xoay tròn lật úp nhưng vẫn không hề tổn thương, làm sắc hào quang không ngừng lưu chuyển xung quanh không chút dấu vết. Chiến thần tháp là do đệ nhất cường giả thiên hải đại lục, chiến hải chiến thần viễn cổ luyện chế ra thần khí, tự nhiên sẽ không bị sát trận của thần diệt cốc này đánh vỡ. Chiến thần tháp, trong không gian chiến thần, năm người Kiệt Sâm hiện tại đang vây lại cùng một chỗ. Thiếu gia, bây giờ chúng ta phải làm sao? Trên mặt của nhóm người khác Lộ Nhã lúng túng, những chuyện đã phát sinh vừa rồi bọn họ ở bên trong chiến thần tháp này đều nhìn thấy. Hiển nhiên, tất cả mọi người đang lâm vào trong khốn cảnh nghiêm trọng. Không có gì đâu. Tuy là thần diệt đại trận này bên ngoài thực sự là nó rất cường đại, đúng là thần cấp đại trận. Nhưng mà không biết vì sao, thần dây cốc này lại phát ra hỗn độn công kích chỉ tương đương với kiểu giai đỉnh phong. Vẫn còn chưa phá được phòng ngự của chiến thần tháp. Chỉ cần chúng ta ở bên trong tháp này cũng không cần phải lo lắng đến tính mạng đâu. Kiệt Sâm đạm mạc lên tiếng. Nếu như Kiệt Sâm vẫn còn chưa tấn thăng thánh linh sư trùng cấp, công kích kiểu giai đỉnh phong đập vào có lẽ còn có thể tạo thành một ít uy hiếp đối với mọi người. Nhưng mà sau khi Kiệt Sâm tấn thăng kiểu giai trùng cấp, thì đối với lực lượng khống chế chiến thần tháp đã đạt tới một cảnh giới khác. Đại trận ở bên trong
đã được thức tỉnh lực lượng rất nhiều. Chỉ cần công kích vẫn bảo trì ở mức độ kiểu giai đỉnh phong, thì nhóm người Kiệt Sâm vẫn ở bên trong không cần sợ hãi. Không cần phải lo lắng đến tính mạng sao? Nhưng mà chân mày của Mỗ Nạp Đức lại mang theo một tia u sầu, muốn nói gì đó cuối cùng cũng không nói ra. Mọi người không cần phải lo lắng đâu. Làm sao đi ra ngoài thì ta vẫn còn đang nghĩ biện pháp. Kiệt Sâm nhìn Mỗ Nạp Đức, hiển nhiên là hiểu được nỗi lo lắng trong lòng của hắn. Thôi được rồi, hiện tại các người đừng có quấy rầy ta nữa. Ta cần tĩnh tâm nghiên cứu một lát. Lúc này đây, Kiệt Sâm đi thẳng tới bên cạnh khoanh chân ngồi xuống. Nhìn thấy hành động của Kiệt Sâm, mọi người cũng không tiếp tục nói thêm lời gì. Tuy chiến thần tháp liên tục bị công kích, nhưng mà mọi người ở bên trong cũng không cảm thấy khó chịu hơn bao nhiêu, bởi vậy đều cảm thấy yên tâm hơn. Kiệt Sâm khoanh chân ngồi xuống, linh thức thẩm thấu vào trong chiến thần tháp đi tới một không gian thần bí. Đây là một mảnh không gian đen kịt, có một tia ánh sáng, tràn đầy vẻ thần bí yên tĩnh. Người thừa kế của thiên hải chiến thần, rốt cuộc người đã tới rồi. Nơi này là chứa đựng vô số năm nghiên cứu trận đạo của thiên hải chiến thần ta, được chia thành trận đạo 800 quyển, đại biểu toàn bộ tạo nghề của ta trong trận pháp. Hiện tại hãy để cho ta truyền thụ cho người. Đầu tiên, chúng ta cần phải biết trận pháp là cái gì. Ngay khi linh thức của Kiệt Sâm vừa tiến vào trong không gian thần bí, một thanh âm ù ù vang lên trong không gian tối đen vô tận. Đột nhiên một điểm tinh quang chợt sáng, một trận pháp nhất cấp, trụ cột nhất xuất hiện ngay trước mặt của Kiệt Sâm. Lúc trước, khi Kiệt Sâm nhận được truyền thừa của thiên hải chiến thần, đã có được trận đạo 800 quyển được cất giấu ở bên trong tháp. Nhưng mà sau khi Kiệt Sâm trở về, vì muốn nhanh chóng tăng lên thực lực của bản thân mình nên là chuyên tâm tu luyện chiến thần quyết. Về sau lại mở ra hộp ngọc truyền thừa của gia tộc Tấn thăng đến thánh linh sử trung cấp, tu luyện thiên điện luyện hóa quyết, nên là hắn không có thời gian để xem qua trận đạo 800 quyển. Ngày hôm nay, là khi rơi vào trong thần diệt trận, thì Kiệt Sâm biết rõ, nếu mình muốn phá vỡ thần cấp đại trận này bằng vào thực lực kiểu giai đỉnh phong của mình, căn bản là không có khả năng. Chỉ phải bắt tay vào trận pháp, dùng tạo nghệ trận pháp cường đại từ bên trong phá giải thần diệt trận. Bởi vậy, Kiệt Sâm lập tức nghĩ tới truyền thừa của trận đạo 800 quyển của thiên hải chiến thần. Lúc này đây, ở bên trong không gian truyền thừa của Kiệt Sâm đã hoàn toàn vào trong việc giảng giải trận đạo 800 quyển, đang say mê học tập. Ở bên trong thần diệt cốc, ở một phiến đất trống trong thần diệt cốc, Đan Ninh Nhĩ Tư đang ngồi xếp bằng ở trên đất trống, linh thức không ngừng khuếch tán, linh lực tràn ra thân thể truyền nhập vào trong toàn bộ không gian. Ở mặt ngoài đất trống tạo nên từng đợt pháp tắc, lóe ra hào quang mỹ lệ, phức tạp, tán giật ra uy áp khủng bố khiếp người. Kiệt Sâm cùng với ba tỷ ốc tử, đúng là hai kẻ ngu dốt. Vậy mà lại còn dám thực sự đi vào thần diệt cốc muốn giết ta. Nếu như bọn hắn co đầu rút cổ, thì ta thực sự là không có cách nào. Nhưng mà hiện tại... Ngay giữa đất trống, toàn thân đầy máu tươi vẻ chật vật, trên mặt của Đan Ni Nhĩ Tư lộ ra dáng cười âm lãnh. Thần diệt cốc là một siêu cấp thế lực đột nhiên xuất hiện ở trên thiên hải đại lục này vài ngàn năm trước, chiếm cứ Thành Châu, có được mấy ngàn năm lịch sử. 3.000 năm trước, một vị linh dược thánh sư kiểu giai hoành không xuất thế, chiếm cứ nửa đại lục. Lúc đó, thần diệt cốc vẫn còn chưa ra đời. Không ai biết được thần diệt cốc này cuột khởi là nhờ vào trận pháp truyền thừa nơi này. Vài ngàn năm trước, khi thần diệt cốc còn chưa xuất hiện, nơi này là một mảnh hoang vu. Lúc ấy là một đại thế gia chiếm cứ thần linh thành trong lúc vô hình đi vào sơn mạch này, kích hoạt một phong ấn viễn cổ nào đó, phát hiện ra thần diệt trận, đồng thời đã nhận được truyền thừa của một trận văn sư thần cấp cường đại. Bằng vào truyền thừa của trận văn sư thần cấp, thế gia kia rốt cục đã trở thành gia tộc cường đại nhất của Thanh Châu thời đó, cũng là chiếm cứ sơn mạch này, khai sáng ra thần diệt cốc. Trong mấy ngàn năm lịch sử của thần diệt cốc, tuy gặp mấy ngàn lần trở ngại nguy cơ, nhưng cuối cùng đều được hóa giải. Bởi vậy, đại trận thủ hộ sơn môn này vẫn chưa từng được phát động. Nhưng mà hôm nay, bị Kiệt Sâm của ba tỷ ốc tư liên thủ tấn công, rốt cuộc thì thần diệt cốc này đã phải bày ra át chủ bài sau cùng, chính là thần cấp đại trận có thể diệt sát linh thần thập giai. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư, chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, người đọc Annie. Phá trận. Lão Tổ Tông, hôm nay là ta bị Kiệt Sâm của ba tỷ ốc tư như thế nào rồi? Bị thần diệt đại trận vây khốn thời gian như vậy, mà chỉ thợ sợ đã sớm hóa thành tro tàn rồi. Trên mặt của hai lão giả tàn ra uy áp kinh người, trên mặt cười lạnh lên tiếng hỏi. Hai người này chính là hai gã trưởng lão thủ hộ cuối cùng còn lại của thần diệt cốc, cũng là hai gã thánh linh sư trung cấp còn sống sót. Vậy thì chúng ta đến xem thôi. Thần thức của Đan Ni Nhĩ Tư thẩm thấu vào trong trận văn, tinh tế cảm giác tình huống bên trong đại trận. Mảnh đất trống này nằm trong khống chế của thần diệt trận còn sót lại. Cơ hồ từng thành viên đều có được tạo nghệ nhất định ở trong phương diện trận văn.
như là Ngà Tát Khắc Cốc Chủ là Trận Văn Đế lịnh sử bát giai, mà Đa Ni Nhĩ Tư ngoại trừ là thánh lịnh sử cao cấp thì đồng dạng cũng là một Trận Văn Đế lịnh sử đỉnh phong. Ngay khi linh thức của Đa Ni Nhĩ Tư thẩm thấu vào bên trong thần diệt cốc không bao lâu, vẻ mặt của hắn không khỏi biến đổi. Hả? Làm sao thế hả lão tổ tông? Thực sự là đáng giận mà, Kiệt Sâm bọn hắn đã ẩn núp vào bên trong chiến thần tháp rồi. Đa Ni Nhĩ Tư không khỏi cắn chặt răng, trong đôi mắt lại tràn đầy lửa giận. Cái gì? Hai gã thủ hộ trưởng lão đều ngây ra. Thần diệt cốc là được lưu lại thời đại thượng cổ, chỉ là một tàn trận. Nhưng mà cho dù như thế nào, nó cũng có thể dễ dàng sinh diệt sát thánh lịch sử đỉnh phong. Chỉ là phát động thần diệt trận này cần tiêu hao năng lượng rất lớn, đồng thời phải có Trận Văn Đại Sư khống chế nó. Với thực lực Trận Văn Đế lịch sử đỉnh phong tối đa của ta, thì chỉ có thể phóng xuất ra công kích kiểu giai đỉnh phong mà thôi. Không nghĩ tới cái tên Kiệt Sâm này lại trốn vào trong chiến thần tháp. Mà ngọn tháp này lại là bảo vật của thiên hải chiến thần viễn cổ. Với uy lực của thần diệt trận do ta khống chế thì... Trong nội tâm của Đa Ni Nhĩ Tư lửa giận ngút trời. Vốn hắn cho rằng đem hai người Kiệt Sâm dẫn nhập vào trong thần diệt trận là có thể dễ dàng diệt sát cả hai người. Nhưng không nghĩ tới Kiệt Sâm bọn họ lại ẩn trốn trong chiến thần tháp, làm nội tâm của hắn không khỏi căm tức. Nếu như bọn hắn muốn trốn thì cứ trốn đi. Ta cũng không tin là bọn hắn có thể trốn ở đấy cả đời. Đa Ni Nhĩ Tư hùng dữ lên tiếng. Bác Ninh gia tộc Kiệt Sâm Đại Sư cùng với Lăng Thiên Tông Ba Tiểu Ốc Tư Thái Thượng Tông Chủ đã lầm vào trong thần diệt đại trận một đoạn thời gian. Nhưng mà không biết hiện giờ đã ra sao rồi. Ta có nghe nói lời của thần diệt cốc Đa Ni Nhĩ Tư lão tổ tông là thần diệt trận có thể diệt sát cả linh thần đấy. Tuy là Kiệt Sâm Đại Sư rất mạnh, nhưng mà tối đa cũng chỉ là tương đương với thánh lịch sử đỉnh phong thôi. Chỉ sợ là hiện tại đã sớm vẫn lạc bên trong thần diệt trận rồi. Cũng có khả năng này đó. Thực sự là không nghĩ tới thần diệt cốc này lại có át chủ bài. Tình huống lúc đó rõ ràng là Đa Ni Nhĩ Tư lão tổ tông đã gặp phải nguy hiểm vô cùng cơ mà. Ngày hôm nay Kiệt Sâm Đại Sư cùng với Ba Tỷ Ốc Tư Thái Thượng Tông Chủ lại còn vừa chết nữa. Thiên hạ này đều thuộc về thần diệt cốc rồi. Ê, thần diệt trận thực sự là đáng sợ mà. Với thực lực kinh khủng của Kiệt Sâm Đại Sư lúc trước cũng không cách nào ngăn trở được nó. Điều này thì cũng chưa hẳn đâu, các ngươi cứ xem đi. Đã qua thời gian dài như thế rồi mà thần diệt trận vẫn còn chưa được triệt hồi. Nếu như là Kiệt Sâm Đại Sư cùng với Ba Tỷ Ốc Tư Thái Thượng Tông Chủ đã chết rồi, thì lẽ ra thần diệt cốc này đã sớm thu hồi lại trận pháp từ lâu. Ờ, phải đó. Bên ngoài thần diệt trận, giờ phút này, đại lượng cường giả đều vây xem phía xa, trong miệng không ngừng lên tiếng nghị luận phát biểu ra ý nghĩ. Bọn họ rất có thể kiên nhẫn chờ đợi bên ngoài thần diệt cốc để chờ đợi kết quả cuối cùng của cuộc chiến. Bên trong trận pháp, thời gian đã dần trôi qua. Đảo mắt, Kiệt Sâm bọn họ đã ở trong thần diệt trận suốt 10 ngày. Không ngờ là như vậy. Phải, phải rồi. Thực sự đây mới là chân lý của trận pháp. Đây mới thực sự là trận văn đại đạo. Trong không gian truyền thừa, đôi mắt của Kiệt Sâm mang theo vẻ khiếp sợ, miệng của hắn thì thầm lên tiếng, toàn thân kích động. Trong vòng 10 ngày nay, Kiệt Sâm vẫn một mực ở trong không gian truyền thừa tiếp nhận truyền thừa trận đạo 800 quyền của thiên hải chiến thần. Hắn như là si mê say sưa, hoàn toàn là lâm sâu vào bên trong tri thức. Trận đạo 800 quyền là tâm huyết cả đời của chiến hải chiến thần. Theo nguyên lý cơ bản nhất của trận pháp, đến vẽ phác thảo trận văn, xây dựng trận pháp cùng với đủ loại nguyên lý của các trận pháp, thiên hải chiến thần này đều tồn trữ bên trong trận đạo 800 quyển từ trận pháp trụ cột nhất bắt đầu giảng giải, làm cho Kiệt Sâm có được sự rung động và dẫn dắt rất lớn. Từng trận pháp này đều được ghi chép rất chi tiết và tỉ mỉ. Tác dụng của từng trận văn đều được giảng thuật rất rõ ràng và rành mạch. Trong mấy ngày nay, Kiệt Sâm bắt đầu từ trận pháp nhất cấp vẫn là nghe tới trận pháp cửu cấp, làm cho Kiệt Sâm đạt được lợi ích không hề nhỏ. Về phương diện tri thức, trận pháp này đều đã nhận được thăng hoa. Trong không gian truyền thừa tối đen, một thanh âm oanh mình cực lớn lại vang lên, một mảnh hào quang vô cùng chói mắt sáng lạn, tình điểm nổi lên đầy trời, rậm rạp chẳng chịt xuất hiện ngay trước mặt của Kiệt Sâm. Đến rồi. Trong nội tâm Kiệt Sâm không khỏi tràn đầy sự chờ mong. Giảng giải trận đạo 800 quyển bắt đầu từ trận pháp cơ bản nhất, từ yếu tới mạnh, mà vừa rồi thiên hải chiến thần đã giảng tới thánh trận cửu cấp, kế tiếp là giảng tới thần cấp trận pháp thập giai. Thần cấp trận pháp đại biểu cho phương diện trận văn thập môn chính thức. Hiện lên là tiến thêm một bước là bắt đầu từ thần thất cấp trận pháp sẽ tiến đến một mảnh thiên địa mới, chính thức hợp nhất cùng đại đạo. Đồng thời tinh điểm ở trên không gian này sẽ càng ngày càng sáng lạn, cuối cùng hóa thành một mảnh tinh điểm huyền ảo như là vật sống, không ngừng lóe sáng lấp lánh trong hư không. Đây chính là một chương thần cấp trận văn ghi chép trong trận 800 quyển, mỗi một đạo huyền ảo đều xuất hiện ngay trước mắt của Kiệt Sâm.
không ngừng giảng giải ra. Nhưng mà đợi tới khi Kiệt Sâm vừa nhìn thấy tên của trận pháp kia thì thân hình hắn không khỏi lập tức ngây dại, đôi mắt trợn tròn, miệng há hốc tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Thần diệt trận là trận pháp trụ cột nhất trong thần cấp trận pháp, sở hữu 99-81 trận cơ, diễn biến đại đạo, căn cứ theo cửu cung xếp đặt, nguyên ký cấu trạo, cũng và phương pháp phá giải của nó. Từng đạo tin tức không ngừng tràn vào trong đầu của Kiệt Sâm. Thần cấp trận pháp được giảng giải đầu tiên trong trận 800 quyển, không ngờ chính là thần diệt trận hiện tại đang vây khốn Kiệt Sâm, làm cho hắn hoàn toàn sợ đến ngây người. Thời gian dần dần trôi, bên trong chiến thần không gian, Kiệt Sâm đang khoanh chân đột nhiên mở ra hai mắt. Hóa ra là đơn giản như vậy sao? Nguyên lai, thần diệt trận là phá giải như vậy. Trong miệng của Kiệt Sâm lập tức phát ra tiếng cười lớn, đánh thức nhóm người khác Lôi Nhã đang tu luyện trong chiến thần không gian. Thiếu gia. Kiệt Sâm, người... Khắc Lôi Nhã cùng với bà tỷ ốc từ bọn họ vội vàng bật dậy, trong ánh mắt toát ra vẻ nghi hoặc. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo.